Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xây dựng bể bơi Nam Thành. Như quý vị cũng đã biết, máy bơm bể bơi là một thiết bị không thể thiếu trong hệ thống lọc nước bể bơi. Chúng có tác dụng cung cấp nước cho bể bơi với công suất lớn. Chính vì thế, khi thiết kế mô hình bể bơi, chúng ta cần chọn lựa và nắm rõ cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của máy bơm để đảm bảo hoạt động hiệu quả nhất của cho bể bơi của mình. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn dòng sản phẩm máy bơm Imao SB30 đang có bên cạnh tôi lúc này đây. Và bây giờ, hãy cùng theo dõi chi tiết hơn về sản phẩm này nhé! Imao Series SB là một trong những dòng máy được ưa chuộng nhất của hãng Imao. Nhờ có hiệu quả làm việc vượt trội, độ bền cao. Bên cạnh đó, đặc biệt máy bơm Imao Series SB là dòng máy bơm bể bơi cao cấp được tin dùng nhờ độ bền, hiệu suất làm việc cao với nhiều cải tiến trong thiết kế. Đây cũng chính là dòng máy bơm ly tâm tự mồi được ưa chuộng nhất tại các bể bơi gia đình hay là bể bơi kinh doanh. Trong series SB đang bên cạnh tôi lúc này đây thì sẽ bao gồm các model máy bơm như là SB10 này, SB15, SB20 hay là 30. Công suất sẽ tăng dần theo thứ tự. Ở đây chúng ta có SB30 với lưu lượng nước cực đại có thể lên đến 30,4 m³/giờ. Con số này thì có thể thấy được máy bơm Imao SB30 phù hợp cho những bể bơi có thể tích từ vừa cho đến lớn. Nhãn dán trên máy được in song ngữ, tiếng Anh và tiếng Đức. Nhãn dán này cung cấp cho chúng ta thông tin về chiều cao cực đại của đường ống là 8,5 m. Bên cạnh đó là điện áp một pha 220-240V và những lưu ý như là không vận hành khi bị ẩm ướt, nhiệt độ nước trong ống tối đa là 35 độ C. Về chất liệu hoàn thiện, chúng ta có thể thấy rõ qua về hình thức của máy bơm này, trông rất chắc chắn, tuy là vỏ bên ngoài thì được làm bằng nhựa. Chất liệu nhựa cứng ABS cao cấp nên hoàn toàn không phải lo về độ bền hay băn khoăn về khả năng chịu lực, chịu nhiệt và ăn mòn khi sử dụng máy bơm. Máy có cấu tạo gồm hai cổng kết nối, giỏ lọc rác, buồng hút và động cơ. Và bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết hơn về khoang chứa đầu hút nhé. Bên cạnh tôi lúc này là cửa hút, tiếp theo là khoang chứa giỏ đựng rác và cuối cùng là cửa đẩy. Và nguyên lý vận hành của thiết bị này đó là khi mà nước đi vào thì sẽ đi qua cửa hút, tiếp theo đến là đến giỏ đựng rác. Và để mở được cái chiếc giỏ lọc rác này thì chúng ta sẽ sử dụng một thiết bị đang có trên tay tôi lúc này đây. Chúng ta sẽ xoay khoảng 2-3 vòng ngược theo chiều kim đồng hồ. Chúng ta sẽ xoay cho đến khi nào mà thấy chiếc nắp đen ở bên trên hơi kênh lên một chút thì chúng ta có thể dừng và tiếp theo đó sẽ xoay tiếp chiếc nắp đen này để có thể là tháo được ra. Và các bạn có thể thấy là chiếc nắp này được làm bằng nhựa trong suốt đúng không ạ? Và việc để nhựa trong suốt như thế này thì giúp chúng ta có thể quan sát được ở bên trong xem là những cái rác hay là dị vật đã đầy hay chưa. Nếu đầy rồi thì tất nhiên chúng ta sẽ phải đổ ra ngoài và để vận hành lại máy bơm. Và bên trong chiếc nắp nhựa này thì sẽ có một chiếc xoang cao su để chống việc nước bị tràn ra ngoài. Và tương tự như những chiếc máy bể bơm khác thì bên trong cũng sẽ có một chiếc giỏ lọc rác với rất là nhiều mắt như thế này để giúp lọc ra được những cái dị vật như là đá, sỏi này, giấy hay là lá cây. Và chúng ta sẽ lắp lại như thế này. Một cách rất là dễ dàng đúng không ạ? Một lưu ý nhỏ là trước khi khởi động máy, bạn cần đảm bảo chắc chắn rằng phần đai khóa đã được vặn chặt. Tiếp đó, động cơ của máy bơm hồ bơi Series SB là động cơ không đồng bộ hai cực, được bảo vệ chuẩn chống thấm nước IPX5 giống như những dòng thiết bị bể bơi khác. Bảo vệ quá dòng, quá nhiệt, cấp cách điện nên rất an toàn đối với người sử dụng. Trục của động cơ và các linh kiện đều được làm từ thép không gỉ, đảm bảo độ bền bỉ, không bị ăn mòn bởi hóa chất khi làm việc với nước bể bơi. Bên cạnh đó, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng, mang thương hiệu cao cấp Imao với tuổi thọ cao, không gây tiếng ồn, chịu được sự ăn mòn của hóa chất có trong nước bể bơi, phù hợp với mọi loại bể bơi khác nhau. Và chắc chắn rằng, đây sẽ là sản phẩm làm hài lòng được tất cả những khách hàng khó tính nhất. Máy bơm bể bơi SB30 được Nam Thành nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại thị trường Việt Nam và có mức giá rất tốt. Quý khách hàng cũng có thể gọi ngay tới số hotline 0962 890 222 và truy cập trang Facebook Nam Thành Pool & Sauna để được tư vấn cụ thể hơn về từng mẫu mã sản phẩm nhé.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hãy ấn like và đừng quên subscribe kênh YouTube của Nam Thành Pool & Sauna để cùng chờ đón những video review sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!